Tỉnh lộ Chi Tô Hoàng Sóc đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ chạy vào đường này, chạy ra kinh 11 cũng như kinh 10 bệnh chính nha quý vị. Đây là khu phố đường hòn của thị trấn Hòn Đất. Mình đang đi vào Sóc hay vào xã Thủ Sơn đó quý vị, từ quốc lộ 80 đi vào xã Thủ Sơn theo hướng tỉnh lộ Chi Tô Hoàng Sóc nè quý vị. Ở đây bụi hơi nhiều do là khu vực khai thác đá thôi. Khi vào đây chúng ta phải bịt khẩu trang hết các quý vị, đeo kính nhé. Nếu mà quý vị cũng muốn đi đường này để mà tham quan gì đó, có những cái lỗ gà rất là to tướng quý vị. Thì buổi tối mà chạy nhanh thì chắc chắn là khả năng ngã rất là cao. Đó, quý vị thấy những cái xe tải không? Đây có những cái kiến trúc chùa nữa quý vị. Ở đây một là nhà cửa kính, còn không là đóng chặt nữa hết đó quý vị, không có thấy mở cửa.
về các cơ sở đó. Làm ngày thì anh làm được, có nghĩa là cắt được khoảng bao nhiêu đá anh? Tùy theo, không nói được nữa, như đá mà nó chạy em á thì cắt cũng được vài chục cây, còn như đá này hơi sống yếu chạy ngày cũng kiếm cỡ 200-300 ngàn. Ủa anh, mà đá xấu với đá kia là mình nhìn sao mình biết? Biết. À, cây có nghĩa là nó thẳng ra hay sao? Tại mình ở trong ngày đang. Anh làm này là được bao lâu rồi anh ha? Gần 20 năm. Thôi trời. Ủa rồi anh, đá này mình vận chuyển từ đâu lại? Trên núi đưa xuống. Đưa xuống là tại ở trên núi có một đội van đóng. Dạ. Đóng thành khối Cuba cút lên xe đổ. Còn là Cuba chuyển về đây rồi xong rồi mà. Dạ, mình làm máy cưa làm tay. Dạ. Ủa anh, gửi này mình bán là mình bán người ta lại mua thu gom luôn hay là cái này mình làm cho chủ. Cho chủ bán ha. Chủ bán thẳng cho ai người ta mua thẳng, chủ bán cho mình mà chỉ cắm đầu cây lại. Dạ. Chỉ là mình ăn là ăn cây hả anh chứ? Sản phẩm nhiều à, mình mang nhiều. Thì đúng là. Dạ. Rồi em cảm ơn ạ. Dạ. Cái bữa đi. Mày dạ. Em cảm ơn nhé. Dạ. Em đi luôn. Đây là những thành phẩm này quý vị. Thank you.
một cái trung tâm bảo hành của Scamat luôn đó mọi người. Xe tải rất là nhiều xe à. Cái nhà để mà người dân ở luôn, người công nhân ở đây là ở tại chỗ luôn. Bụi mù mịt đó mấy người ơi, đường hai bên đường này đang làm cống à. Sơn của thị trấn Hòn Đất. À, xin lỗi, xã Thu Trơn của Hòn Đất. À, chúng ta sẽ đi chùa Hòn Sóc khoảng 5 km thôi quý vị nha. Đi bên tay trái thì sẽ qua mộ Chị Sứ. Nước không à quý vị, nước dơ không ạ. À, để làm vô đổ xăng cái.
bùn vệ sinh hơi nhiều đó quý vị, nên là lực bê tông quá, nếu mà đất thì chúng ta sẽ khó mà chạy được. Ở đây Lâm thấy là nhà nhà như là làm về đá thôi quý vị. Rồi. Rất là nhiều liều đá. Các tiếng máy cắt. Rồi tiếng búa. Đây lúa rất cao vàng quý vị. Đây có một khu vực luôn rồi. Rất là nhiều bà con đang làm.
vô che chắn rất là kỹ, mà bụi rất là nhiều quý vị. Khoảng 6 km đó là chúng ta tới một chỉ xứ đó quý vị. Đây là cầu Mương Lộ. Lúa chín vàng nữa rồi.
ta ghé vào đây nghỉ chút. Cái phòng trọ nè quý vị. Quán cơm rồi phòng trọ. Nhậu luôn quý vị. À, Lâm có hỏi thăm thì đường qua kinh 11 thì không thể đi bằng xe máy được. À, chỉ có thể đi kinh 9 thôi quý vị, còn kinh 10 thì cũng chưa có đi được. À, ở đây có một số vườn xài. Ta còn cách Mậu Kỳ Sứ rồi khoảng 5 km nữa quý vị nha. Đây có cái những rậm hoa sen nè. Bên tay phải là trường phổ thông Phát Thị Gàng các quý vị. Đường Mai Vàng Tư Lâm. Sẽ đi vô ngày khu di tích Hòn Ma thì sẽ đi ngay giờ chợ Thổ Sơn và đi xuống chợ Bằng Thanh nhé quý vị. Mình sẽ không có đi vô Mậu Kỳ Sứ mà đi chùa Hòn Béo 5 km nha quý vị, quẹo bên tay phải.
mua cho một cái bánh xèo đi. Ồ, ghế đâu vậy? À, cho con bánh. Quay bánh xèo. Đây là bánh xèo nữa quý vị.